Sáng 9 tháng 11, theo thông tin ban đầu từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, vào khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 11, tại vị trí tuyến đường Khe Tam Khe Chàm thuộc công ty Thang Dương Huy đã xảy ra vụ sạt lở đất đá làm 5 người thương vong. 5 công nhân gặp nạn là lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Thành thành phố Cẩm Phả, đang thực hiện thi công gói thầu bốc xúc, dẫn chuyển đất đá mở hào thoát nước của tuyến đường Khe Tam Khe Chàm theo hợp đồng thi công giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Thành và công ty Thang Dương Huy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả cùng các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Các nạn nhân tử vong gồm Vũ Văn Đường sinh năm 1986 trú tại thôn 4 Bình Sơn, xã Vũ Tây, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, Tống Văn Mạnh sinh năm 1993 trú tại xóm Đồng Sạc, thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, Lý Văn Đại sinh năm 1985 trú tại xóm Gốc Thông, thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, Di Văn Cao sinh năm 1989 trú tại xã Do Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Nạn nhân bị thương là anh Điệp Văn Tình sinh năm 1994, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả,